Cô xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tập làm văn lớp 4, trang 50. Bài luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 50. Câu 2. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích. Gợi ý. Chúng ta sẽ quan sát cây muốn tả hoặc là loài hoa. Hoặc là một thứ quả, đúng không? Chúng ta muốn tả. Chọn những chi tiết tiêu biểu, sau đó sắp xếp các chi tiết đó thành một thứ tự hợp lý. Rồi viết thành bài văn. Trong bài văn đó chúng ta có sử dụng các từ ngữ sinh động, các hình ảnh so sánh. Sau đây mời chúng ta sẽ tham khảo hai bài viết. Một bài viết tả một loài hoa, còn một bài viết tả một loài quả. Bài tham khảo 1 là viết về cây hoa. Cây phong lan treo ở trước nhà đã trổ hoa. Cành hoa vươn dài, màu xanh nhạt và hai bên là hai hàng hoa cùng nở song song. Cánh hoa có màu hồng tươi, giữa có nhụy vàng. Nhìn cành hoa lung linh trong gió, ta có cảm giác như đó là những con bướm màu hồng đã chán bay lang thang. Đây đó nên xà xuống bám vào cành hoa mà sưởi nắng. Cành hoa phong lan. Từ cành hoa phong lan, một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra như hương thơm riêng biệt của núi rừng mà nó còn lưu giữ được. Hoa phong lan rất lâu tàn. Hoa có thể tươi nở hàng tháng trời, tựa như hương sắc cũng muốn đua với thời gian. Hoa phong lan đúng là một loài hoa sang trọng và tươi đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo bài số 2 là bài tả về một loài quả. Quả thanh long là một trái cây phổ biến ở Việt Nam, có hình dáng dài, thon, màu đỏ tươi. Bên trong có nhiều hạt màu đen nhỏ xíu, nhìn như những hạt vừng đen. Khi chạm vào vỏ quả thanh long, chúng ta có thể cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng, mát lạnh của nó. Khi cắt quả thanh long ra, bên trong là một lớp thịt màu trắng ngà, mềm mại và có hương vị dịu ngọt đặc trưng. Thanh long có nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều vitamin C. Em rất thích ăn quả thanh long, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức. Vậy chúng ta vừa nghe hai bài để tham khảo và cách viết tả một loài hoa hoặc loài quả mà chúng ta thích. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo. Chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé.